ngay cái cua này nè các bạn. À, đây là cái hướng này là hướng về Y Tý, cách Y Tý 12 cây số. Thì ở đây nó có một cái điểm đây nè. Hờ nó là chụp hình rất là đẹp và mùa lúa thì rất là đông khách dừng ở đây. Một cái bảng nè, đẹp ghê chưa. Và bên đây, phía dưới đây cũng có một cái bảng nữa, xa xa có một cái bảng nữa các bạn, đẹp quá. Và bên đây một vòng tròn. Xem bên tay nghe trong điện. Bên kia một cái bảng nữa. Ồ, đây. Trời, đây là mùa lúa chín thì nó đẹp biết chừng nào ha. Tiếng gà gáy dễ cưng ghê chưa. Wow, đẹp quá. Mây trôi lững lờ kìa các bạn ơi. Chắc là bà Quán Phở phải dừng một xíu để quay tham lát cho các bạn coi quá. Quá đẹp. Cũng hơi nguy hiểm nha. Cái này là bản gì em? Cái thôn dưới đây là thôn gì? Đây là những cái thôn này là người ta có thành cái xã là xã A Lù. Xã A Lù. À, chúng ta đang đứng đây là xã A Lù. Còn cái thôn trong đó đẹp quá là thôn tên gì vậy? Cái thôn này em cũng không rõ tên lắm. Có thì bây giờ mình chạy về đấy mà. Ôi, chạy vô đó đúng không? Đúng rồi, chạy vô đó được. Ồ, đẹp quá. Trời ơi, các bạn thấy chưa, mây đã lên phủ hết luôn rồi nè. Hồi nãy chúng ta còn mới vừa thấy được cảnh đúng không? Thiệt là ảo diệu ha. Chờ một xíu thôi các bạn, bà Quán Phở đang quay tham lát đây. Nhưng mà chúng ta sẽ có được những góc nhìn tham lát rất là vi diệu, rất là đẹp luôn. Đây là chúng ta đang quan sát là xã A Lù các bạn nha. Chúng ta cách xã Y Tý 12 cây số. Giống như sống trong thế giới thần tiên vậy các bạn. Mọi thứ thất ẩn thất hiện. Mới về đây chúng ta còn quan sát được. Mà bây giờ đây nè, không biết mây ở đâu nữa. Mà nó cứ bám lại. Như đứng lên núi thì nó còn dưới thung lũng trèo lên. Còn ở đây tự nhiên đang là một khoảng trống. Cái tự nhiên á, cái là hả, mây nó xuất hiện. Không hiểu nó kết tạo từ đâu luôn các bạn ơi. Quá ư là vi diệu đi. Đây là con đường, đây là mây đang phủ đó. Đó là Trung Quốc các bạn nha. Phía đó là Trung Quốc. Mây nó đang phủ rồi. Đây là biên giới chỗ nào ta? Dưới cái bãi ruộng đẹp nhất ở dưới này. À, cái bãi ruộng xanh kia đó, xanh rì kia đó hả? Đấy hả? Cái đó là cái bãi ruộng cuối cùng nhất của A Lù, mà đẹp nhất của A Lù. Như vậy là cái cuối cùng có nghĩa là nó nghe tới con cái con suối kia. Có nghĩa là bên kia con suối là biên giới. Bên kia bên cái suối là biên giới, bên kia là của Trung Quốc, bên này của Việt Nam. Bên đấy là một bãi ruộng đẹp nhất của A Lù đấy. Ồ. Thì từ cái bên suối đây sang bên này là của Trung Quốc. Bây giờ mây đã ở bên Trung Quốc. Mình đang lấy cái mây của Trung Quốc. Vậy là chúng ta đang thấy như vậy là mây nó che một cái con đường mờ, thiệt là mờ. À, đó là chính là bên đó là Trung Quốc các bạn ạ. Còn những cái ruộng bậc thang xanh rì như thế này á là của Việt Nam chúng ta. Một tí nữa mình sẽ đi dẫn các bạn đi tham khảo và những người mà dắt Trung Quốc để ra Trung Quốc xem là có gì thú vị không nhé. À, bây giờ mình đi xuống dưới, chạy xuống dưới đó luôn. Đúng rồi. Rồi đi. Mình sẽ đi xuống dưới thang với những bà con ở đấy xem là có cái gì thú vị của. Ở đó, đó là bà con người Hờ Mông hay là người Dao? Hờ Mông. À rồi. Cảm ơn A Hờ rất là nhiều. Ok, mình sẽ chào các bạn. Chờ một tí nữa mình sẽ đi đến, mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem như thế nào nhé. Đi thôi. Ôi,
vi diệu quá các bạn ơi. A Hờ đã chào đi rồi, A Hờ đang chờ bà bán phở đó. Nhưng mà đám mây nè, đám mây nó đang che một cái trôi lững lờ như vậy nè. Lúc nãy á, thì nó không có một miếng mây nào, rồi bây giờ thì nó lại là lững lờ như thế này. Chứ nếu mà nó phủ trắng luôn thì chúng ta không thấy gì, nó không có thần tiên đó. Nên hay nói đùa là đây là mây Trung Quốc bay qua. Nhưng mà đây những cái tảng mây này nó đang che luôn cả phần phía của Việt Nam chúng ta rồi các bạn ha. Trời, ước gì bà bán phở được đứng đây lâu để bà bán phở tham láp cho nó đã luôn. Đó, mây đang bay lên nè. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi theo cái con đường phía dưới nha. Đó, mê chưa? Chắc chắn là khi xuống dưới chúng ta sẽ không có thấy được cái cảnh tượng đẹp như vậy, nhưng mà cũng phải đi thôi các bạn. Đi thôi các bạn ơi, đẹp lắm, đẹp quá xá luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái khám phá về A Lù, ở một cái xã, một cái thôn này là thôn cuối cùng của xã A Lù luôn, và giáp biên giới. Chúng ta cùng bắt đầu hành trình đi các bạn. Chúng ta sẽ tới xã A Lù. Chúng ta cùng khám phá xã A Lù dưới làng sương mộng. Nha các bạn, chúng ta không vào chợ. Đây, bà ông phở lấy cái móc này cho các bạn xem ha. Chúng ta đi thẳng theo A Hờ đây. Đi thôi. Cảm ơn. Hư lại im bồ, đau lòng hết sức, đau lòng.
biên giới ngay cuối cùng, ngay sát con sông, con suối. Con suối đó chính là biên giới của Việt Nam và Trung Quốc. Ở nơi đây, hai nước có xài chung một thứ, đó là mây. Ở đây mây, mây Trung Quốc tràn qua Việt Nam tràn qua Trung Quốc gì đó. Cũng không hề hấn gì. Đây là điểm trường Xéo Phình Chư. Bà Bóng Phở lấy cái tên này, trường trung học và trung học cơ sở A Lùn. Đây, trong lúc ngã ba này đang băn khoăn không biết là... A Hờ đi rồi, chúng ta đi thôi. A Hờ đã đi vô đường này rồi các bạn, chúng ta đi theo thôi. Bà Bóng Phở phải ghi cái chữ lại chứ không là Bà Bóng Phở không nhớ. Lại sợ Bà Bóng Phở đọc sai các bạn không có hiểu. Chéo Phình Sư phải không các bạn? Mới đó mà quên rồi. Bà Bóng Phở cực kỳ thích cái căn nhà trình tường nhỏ xí này luôn á, dễ cưng hết sức luôn á. Và các bạn thấy không, bên tay phải màn hình là cái quả đồi ruộng bậc thang đó mà A Hờ nói chúng ta sẽ đến đó đó. Bây giờ thì chúng ta cứ khám phá cái bản làng này chút với các bạn ha. Chúng ta nó nhỏ quá, chúng ta thấy ảnh nó nhỏ rồi, lại trong mắt Bà Bóng Phở cái hình ảnh A Hờ đi ngang cái con trâu nữa nè. Trời ơi nó đẹp làm sao luôn á. Ta bảo chỗ này, trời ơi, một bầy hai con lớn hai con nhỏ nó ngầm dưới nước đó các bạn. Trời ơi, ôi, cái em nhỏ mới đi học về sao mà áo trắng mà làm ruộng vậy cưng, cưng thủ luôn. Ôi, sao cái em nhỏ lắm, cái ảnh cũng không biết. Ôi, có mấy em gà ở trên ruộng bậc thang nữa kìa. Chèo Phinh, Chèo Phinh Trừ phải không các bạn? Mới đó Bà Bóng Phở quên rồi. Hình như là anh chàng A Hờ đang tán gái phải không? Chèo Phinh Trừ. Đây cô gái kia đang đi mới 2 tháng. Cái điểm cái đồi cái ruộng bậc thang mà A Hờ nói các bạn ha. Bây giờ chúng ta đây, chúng ta nhìn qua đây
dễ cưng cho các bạn, một cái chuồng gia súc thôi đó nha, mà người ta làm cũng nhà trình tường luôn. Và đây à, có một cái nhà trình tường nó hơi thấp dưới đây, và đây là cái nhà trình tường đây. Đẹp quá à, hờ ơi, góc này đẹp lắm nè, hờ lại đây quay nè. Gà ơi, gà làm gì mà gà sợ vậy? Đây, A Hờ lần hỏi, đang hỏi chuyện người trong thôn. Các bạn ơi, khung cảnh ở đây rất là nhiều nhà trình tường rất là đẹp. Bà Bón Phở sẽ đi một vòng cái bản này cho các bạn xem nha. Bà con chăn nuôi rất là nhiều các bạn ha. Đây, hồi nãy chúng ta thấy là một dãy chăn nuôi dưới kia ha. Bây giờ đây nè, đây tất cả là cái này là chăn nuôi đó các bạn. Đây là cái đầm trâu nó nằm nữa nè. Các bạn ơi, đây có là một cái chuồng gia súc rất là độc đáo, có 102 luôn nè. Các bạn thấy những em gà không? Độc đáo chỗ là người ta tận dụng cái vách đá nè, đúng không? Và cái đá nó còn có cái cây ra nữa chứ, mà nó sát bên đường luôn nè. Đó. Đó, ta coi cái tảng đá nè. Và cái chuồng này chắc là của nhà người này, của nhà người Hồng Mông này. Hồi nãy chúng ta đi ngang chỗ này nè các bạn. Đó, cái bồn nước cái này có thể là bà con xài chung cả xóm ha. Những lồng chim người ta cũng chăn nuôi rất là nhiều trâu, bò, gà, heo. Ở đây bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khám phá cái chỗ cái biên giới như thế nào các bạn nha. Các bạn ơi, cái thửa ruộng màu xanh bên tay trái màn hình các bạn đó, hồi nãy trên cây chúng ta thấy, và A Hờ muốn dẫn chúng ta tới đây nè. Và các bạn ơi, con suối đó, con suối chúng ta thấy rồi ha, và đó chính là cái biên giới của Việt Nam và Trung Quốc. Và con đường phía trên với những cái ngôi nhà màu xanh, mái lá màu xanh, mái nhà màu xanh, đó chính là Trung Quốc nha các bạn. Đó, bên kia là Trung Quốc rồi. Và đây, cái bản Trung Quốc cũng gần lắm. À, bây giờ tới con đường xấu rồi, chúng ta khó có thể đi cái xe của A Hờ đi được. Thì để không biết A Hờ tính sao. Đây là cái xóm bên Trung Quốc các bạn nha. Cũng có thể là người ta cũng cùng dân tộc Mông luôn á các bạn. Có thể người ta nói chuyện với nhau hiểu luôn. Một con đường dọc núi khá là dài. Chúng ta nhìn cận cảnh hơn cái đồi ruộng bậc thang này. Ôi đẹp quá. Có những cái căn nhà và con đường. Đó, những con đường phía cao ở trên thì lại là của Trung Quốc. Ủa Hờ ơi, cuối cùng sao mình có đi xuống đó được không? À, đi rồi đó thì cũng đi được, nhưng mà khả năng phải đi bộ một tí. Vì cái đường nó mưa trơn quá, khó đi một tí chị ạ. Đi bộ chắc nhiều tí chứ không phải một tí đâu ha. Nhưng mà trên này là một tí là một con giao quang. Một con gì? Một con giao quang. Một co rong. Co rong. Co dao. Con dao. Đúng rồi, con dao quang. Con dao quang. Đúng rồi. Nghĩ là sao hả? Thì một con dao quang đó là mình phải cần một cái con dao hay là một cái dao phát cầm thế này. Cầm đi qua ba ngọn núi. Ba cái hai. Là một tí là một con dao quang. Các bạn chịu nổi không? Có liếc là khuất đây rồi. Có nghĩa là một tí thì là qua ba ngọn núi á. Đó, một tí là qua ba ngọn núi đó. Ba ngọn núi là một con dao quang. Người ta bảo là cầm một con dao quang là bao nhiêu xa vậy? Còn một cái con dao thế này là nó nguội hết rồi không còn nổi đây, thì mình xin chuyển sang tay bên này là một con dao qua là ba ngọn núi. Một con dao qua. Đúng rồi, là qua tay. Đúng rồi, qua tay là một con dao qua ta là phải là ba ngọn núi đấy, bốn ngọn núi. Anh ơi, ví dụ như là anh muốn đi đâu, anh bảo là đường này đi bao nhiêu xa đấy hả anh chị ơi, bảo đường này đi gần thôi mà, một con dao qua thôi, bảo mình biết là một con dao qua là bao nhiêu xa rồi. Một con dao qua có nghĩa là qua từ bên tay này qua tay kia, có nghĩa là cái tay người ta cầm á rất là lâu mỏi đúng không? Mỏi rồi thì mình mỏi người ta mới qua tay. Này là một con dao qua. Thôi bây giờ cứ một con dao qua cái kiểu của bà bán phở đi, chứ kiểu của người Mông không ai dám đi đâu. Thôi bây giờ hả, em đẹp chứ em đâu có ngu, em ngu gì mà em đi tới một con dao qua mới tới cái con suối cái đó. Thôi. Đúng không các bạn? Thôi bây giờ thì chúng ta kết thúc cái video này ở đây nha. Hẹn dịp khác. Lúc nào mà cái con dao qua mà nó nhanh nhanh một xíu thì bà Bón Phở sẽ tiếp tục hành trình để coi chúng ta có khám phá bên trong hay không thì tính sao. Bye bye mọi người. Bye bye.